Diva Cathy tiếp tục cho ra mắt món mới, bò nướng và các loại lẩu. Về chất lượng và giá cả ra sao? Quán của Diva Cathy bây giờ đã đổi tên thành BD Nướng Bò. Bữa mình đi thì ngay đầu tuần mà quán cũng khá là đông khách, từ ngoài vào tới trong luôn. Các món nướng, lẩu thì có thể là mọi người nghĩ sẽ làm cho không khí ở đây hơi nóng. Tuy nhiên ngược lại là mình thấy thoáng mát nha. Bởi vì không gian bên trên là có mái che, khi mà trời chiều tối thì sẽ mở ra rất là mát. Và đây là menu của quán nè, bán đa dạng món từ nướng cho đến lẩu. Về món nướng thì hôm nay mình gọi bò nướng sốt trứng muối. Bên cạnh đó cũng kêu thêm ba loại sốt: chanh dây, phô mai và tiêu đen, coi cái vị nào ngon nhất. Một cái phần sốt thêm như thế này có giá là 20.000. Điểm cộng đầu tiên là miếng bò rất là bự nha, siêu dày luôn. Nướng bằng dĩa bếp ga nên không bị khói ấm mùi quá nhiều đâu. Khi mà ăn miếng thịt bò phải khiến cho bản thân mình phải wow, bởi vì ngon hơn mình tưởng tượng và kỳ vọng rất nhiều lần. Miếng thịt bò mềm, mọng nước, ngọt lắm nha. Sốt trứng muối với mình là ngon nhất, đậm đặc. Sốt tiêu đen với khẩu vị của mình thì đang hơi mặn, cần căn chỉnh và giảm xuống. Sốt chanh dây chua chua ngọt ngọt vừa vị. Sốt phô mai thì thơm béo nhưng mà nó sẽ hơi nhạt nhạt, sẽ hoàn hảo hơn khi mà kết hợp cùng với trứng muối. Tính ra thì món bò ở đây nó không thua kém cái quán đình đám khác đâu, đáng để cho bạn thử nha. Tiếp theo là món thịt